Có một cái tin tức mới vừa được chia sẻ bởi vì thường muốn đem lên cho các bạn ngay lập tức đó chính là cái thông tin là Tổng thống Trump sẽ rời khỏi bệnh viện Watergate vào 6 giờ 30 phút chiều ngày hôm nay ngày thứ hai tại Hoa Kỳ ngày 5 tây tháng 10 thì trong một cái thuyết được chia sẻ Tổng thống Donald Trump đã nói là hôm nay tôi sẽ rời khỏi trung tâm y tế Watergate tuyệt vời vào lúc 6 giờ 30 chiều tôi cảm thấy thật sự tốt đừng sợ Covid đừng để nó chi phối cuộc sống của bạn. Dưới chính quyền của Trump, chúng tôi đã phát triển một số loại thuốc và kiến thức thật sự tuyệt vời. Tôi cảm thấy tốt hơn là 20 năm trước. Các bạn thấy được đây chính là cái thông tin trực tiếp được chia sẻ bởi Twitter của tổng thống Donald Trump. Và dựa theo thuyết này thì chỉ còn khoảng chừng là 3 tiếng đồng hồ nữa thôi là tổng thống Donald Trump sẽ rời khỏi Watergate tại bị thương ở Cali. Thì bây giờ là khoảng là 12 giờ thì 3 giờ 30 chiều giờ Cali đó chính là 6 giờ 30 chiều giờ ở bên Eastern Standard Time. Thì các bạn thấy được là cái thuyết này được chia sẻ chỉ sau khi mà Tổng thống Trump đã đưa ra một số những cái thuyết để mà bảo vệ cái lý do tại sao mà Tổng thống Trump rời khỏi bệnh viện ngày hôm qua để mà đi thăm viếng những cái fan mà tới viếng thăm Tổng thống Donald Trump. Và các bạn thấy là sau cái sự kiện mà hôm qua chúng ta nhìn thấy một số những cái video là Tổng thống Trump rời khỏi cái bệnh viện Watergate để mà đi vẫy tay chào mọi người. Thì có một số người đã nói là tại sao Tổng thống lại Đi ra khỏi bệnh viện trong lúc mà đang bị dịch bệnh Tăng lên sự nguy hiểm cho mọi người Nhưng mà Tổng thống Trump này nói là nếu như mà ông ta không làm như vậy Thì sẽ cảm thấy là không tốt Đối với những cái fan bên ngoài Cho nên đây là một điều mà Tổng thống Trump đã làm ngày hôm qua Thì các bạn thấy là cho dù chúng ta Đứng ở phía bên nào cũng vẫn thấy đây là một trong những cái Chiến lược marketing rất là tốt của Tổng thống Donald Trump Từ khi mà chúng ta thấy là Tổng thống Trump Đã, đã có Cái sự việc là bị dương tính Thì hầu như là ngày nào chúng ta cũng nghe thấy tin tức đến từ tổng thống Donald Trump. Một là đến từ cái đội mà chăm sóc sức khỏe. Câu hai là đến trực tiếp từ tổng thống Donald Trump thông qua Twitter hay là thông qua những cái video ngắn cho các bạn thấy được là trong vòng mấy ngày qua thì tất cả mọi người đều chú tâm trực tiếp đến tổng thống Donald Trump hầu như là không còn nghe ai nói tới Joe Biden nữa. Đây là một trong những cái chiến lược mà tôi cảm thấy là rất là tốt đối với tổng thống Donald Trump ở thời điểm hiện tại là làm cho mọi người đều chỉ chú ý đến mình. Còn về thông tin liên quan đến sức khỏe của Tổng thống Donald Trump thì đương nhiên sẽ có sức ảnh hưởng đối với thị trường tài chính. Các bạn nhìn vào thị trường tài chính ngày hôm nay thì các chỉ số chứng khoán là đang vẫn tăng lên. Các bạn thấy được là đã tăng lên 1,33% cho chỉ số Dow Jones là 369 điểm, S&P 500 tăng 1,55%, tăng 51 điểm và Nasdaq đã tăng 2%, tăng 221 điểm. Và cũng như vậy các bạn thấy được chúng ta nhìn vào thị trường vàng thì trường vàng ngày hôm nay cũng có sự hồi phục lại một phần là tăng 0,55% 1.918 đô cho một ounce vàng. Còn thị trường crypto, các bạn thấy được là bitcoin thì cũng tương tự như ngày hôm qua. mình thấy là khoảng chừng 10 675 ở thời điểm hiện tại và ethereum thì là 351 đô ở thời điểm hiện tại. thì chúng ta Thấy được là một trong những điều mà nhiều người bây giờ cảm thấy là có thể lạc quan hơn đó chính là cái sự tiến triển thứ nhất là sức khỏe của Tổng thống Donald Trump và thứ nhì đó chính là cái sự tiến triển của cái hỗ trợ nếu như mà Tổng thống Trump sau khi rời khỏi bệnh viện và hồi phục lại từ cái dịch bệnh này thì cái sự tiến triển của cây gói hỗ trợ kế tiếp có thể là sẽ được đi rất là nhanh. Đây chính là điều mà nhiều người đang hy vọng và cũng là một trong những cái sự lạc quan của thị trường hiện tại. Và đây là tất cả những gì mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự thì các bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển nếu như mà các bạn muốn theo dõi thuần video trên những cái mạng xã hội để nhận được những cái thông tin mới nhất thì các bạn có thể theo dõi bằng cách là bấm vào cái link ở phía dưới cái video này các bạn sẽ tìm thấy những cái thông tin như là telegram channel facebook và Twitter. Và những bạn nào mà muốn tìm hiểu những cái sàn giao dịch crypto thì các bạn có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link ở phía dưới video này để tìm thấy những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thuận Capital. Và thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video ngày hôm nay. Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.